Hello mọi người, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Moto Vanga 79. Rồi xin chào tất cả mọi người nha. Chào tất cả anh em đam mê xe và đặc biệt anh em đam mê xe mô tô phân khối lớn. Moto Vanga 79 là một kênh chuyên mua bán và trao đổi xe mô tô phân khối lớn đã qua sử dụng. Rồi lần đầu tiên cho mình gửi lời hỏi thăm và chúc sức khỏe đến mọi người ha. Chúc mọi người có những ngày nghỉ cuối tuần. Hôm nay là thứ bảy rồi. Chúc mọi người có hai ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình và bên người yêu của mình nha. Rồi Moto Vanga thì mọi người theo dõi là biết rồi, như cũng mới vừa đã nói thì chuyên những dòng xe phân khối lớn đã qua sử dụng, thường thì những xe xe lớn hả. Thì như chiếc này thì nó không có được xe lớn, bởi vì nó được sản xuất 2014 đến ký 2015 thì nó đâu 6-7 năm rồi nó không có được xe lớn. Nhưng mà chiếc xe rất là chất, rất là đẹp thì mua thôi. Chứ còn những chiếc xe như vậy thì nó không còn sản xuất mới nữa thì nó không có xe xe lướt. Đó là như vậy. Thường xe lướt nhưng mà nó không lướt thì nó cũng phải đẹp, phải đọc cái gì đó. Moto Vanga mới mua bán giao dịch nha. Rồi cái clip hôm nay sẽ dành cho bé đến từ nhà Harley. Đây là chiếc Harley Dyna. Dyna, nó có Dyna bình thường chúng ta thường thấy. Và Dyna này là Dyna Sportback. Dyna Sportback thì chiếc xe nó thiên về dòng touring hơn, đi đường trường hơn, nó giống như là Rockin vậy đó. Nhưng mà nó không phải dòng lớn xe như là Rockin. Đây, đây anh em xem nha. Đặc biệt là chiếc xe này những năm 2014-2015 là phiên bản nhập Mỹ nha. Đó. Dòng xe Dyna Sportback thì 2014-2015 chỉ có một thời gian đến 2016 đó thôi, nên nhập về Việt Nam cũng tương đối ít chứ không có nhiều lắm. Và đây là một trong một số ít của những dòng xe, những chiếc xe được nhập về Việt Nam. Rồi lướt qua một dòng anh em thấy đẹp hay không. Dyna Sportback thì nó không phải là cái bộ đầu nó như thế này nha. Cái bộ đầu của thế này là anh chủ xe cũ ảnh vô bộ đầu kiểu con Streetlight đó, là nó như vậy đó. Nhưng mà đồ này vô đồ chơi thôi nha, chứ nó không phải là cái đồ như đồ xịn như con CVO 2 tỷ mấy ở trên đó, xe mới thì không phải ha. Đây là vô một bộ đồ chơi kiểu như dòng touring để đi cho nó chắn gió cho nó tốt, và kèm ở trên này là anh vô loa âm thanh, nói chung là tương đối đầy đủ để đi xa có thể giải trí thêm đó. Nên thành ra mình thấy cái đầu, thoạt nhìn là thấy cái đầu nó giống như con Streetlight vậy đó, nhưng mà nó không phải ha. Đây là chiếc Dyna Sportback. Nguyên nó là nó không có cái này, và nó đèn thì nó vẫn là đèn thế này, có bộ kính chắn gió lên này thôi. Nhưng này anh lên nguyên cái bộ này, có loa nè, qua bên này. Lên được 4 loa, đúng rồi, 4 loa trước. Cái đầu này xài USB ha, giờ đầu này cũng thế hệ cũ. Có Bluetooth nữa đây, có Bluetooth nữa. Này đúng không? Này có Bluetooth nữa nè, đúng rồi. Vậy là cũng khá là ok. Mấy anh em có xài USB hay YouTube gì đó, Bluetooth tùy ha. Có điều không có màn hình có phim thôi ạ. Rồi. Xe được lên thêm cái bộ thùng tử lưng nữa luôn. Để cho đi xa người ngồi đằng sau, đi dòng này dòng touring mà đi đường xa. Người ngồi đằng sau như này rất là khỏe, rất là thoải mái, được có cái thùng này đựng luôn đó.
Thật ra bộ thùng này thì cũng bộ thùng bình thường thôi ha. Bộ này không phải là bộ xịn sò lắm đâu, bộ này bộ bình thường. Và cái bộ vô đồ chơi đằng trước cũng vậy. Nói chung là có bình thường gì cũng rất là tốn tiền. Đồ mà trang bị lên Harley là cũng khá là tốn tiền. Trang bị thêm đèn nè, còi hụ nè. Này chắc đam mê dẫn đường hay sao, làm đầy đủ đồ quá. Chống đổ nữa luôn, đầy đủ ha. Rồi, đó là mình muốn nói đến cái đồ chơi trang bị thêm. Còn về phần xe thì Dana Switchback này là được sản xuất tại Mỹ. 24, 25, 26 là những dòng này thì nhập khẩu tại Mỹ. Sản xuất tại Mỹ và nhập khẩu về Việt Nam. Nó là số khung, nó là 5HD ha. 5HD chứ không phải là xe Thái nha. Đó, 5HD. Và đây, mình ghi cho nó rõ luôn. Anh em nào đam mê xe Mỹ thì đúng rồi đó. Rồi. Về phần chất lượng xe thì chiếc xe này odo đến nay là 20.000 km ha. Harley là luôn đúng nha, không bao giờ tua odo được. Và Motovanga thì ở đây không bao giờ tua. Lỡ có mua gặp những, mình nói dòng khác nha, lỡ có xe nào mà về ai đó đã tua rồi nhưng mà mình cái odo nó, cái xe nó đẹp là mình mua về thôi, chứ ở đây là không có tua. Và về phần chiếc này thì Harley chiếc này, riêng chiếc này và những dòng khác cũng không có tua đồng hồ được đâu, nên thành ra chiếc này odo đúng 20.000 km. Nếu đúng ra là tính mai, nhập Mỹ là tính mai, để lát mình coi thử mai hay là km sẽ bao lại. Rồi, xài mâm đời 24 là xài thắng ABS nè. Thắng ABS ha. Đó. Rồi, xe được dùng tương đối ít chứ không có nhiều, nên mâm lốp đồ còn rất là đẹp. Rồi, thắng ABS đây. Cặp phuộc thì theo năm tháng 6-7 năm rồi thì nó có lên tan ha, nhưng mà đẹp, rất là nhìn rất là chất xe. Xe không có bị lỗi, không có đâm đụng té ngã gì hết. Đây. Nước sơn cũng vậy, dè đụng vậy, mấy cái này bằng sắt không á, nhưng cái đồ này thì Harley thường bằng sắt không thôi. Chứ mình nói cũng bằng thừa hả? Chỉ có dòng mới bây giờ của Sport TS mới nó có cải tiến, nó đồ mũ, đồ nhựa, chứ còn những dòng như thế này là đa phần đồ sắt. Rồi, đèn thì vẫn xài đèn halogen. Anh em về thì có thể vô đèn led bi gì đó tùy ý ha. Còn này là đèn halogen, có trang bị thêm đèn trợ sáng đồ, ống ánh đồ thêm nhiều lắm, lát mở cho mọi người xem. Rồi, xe được trang bị có bộ đầu này khá là đẹp, nó rất là ngầu xe. Mà mình đi gió nó vô trong này, nó được đi ra, nó tỏa hai bên, nó đi ra hết, nên thành ra đi xa khỏe chứ không có mệt nha. Rồi, đến về phần động cơ. Động cơ thì Dana cái đời này thì nó máy dòng máy 103. 103 Cobit là 1690cc ha, là một cái phân khối nó như vậy thì nó cũng khá là mạnh chứ không có bị yếu ha. 103 1690. Này, động cơ thì đi 20.000, đối với con Harley thì đi 20.000 không có gì hết. Xe còn rất là chất, rất là đẹp. Nó không đẹp lướt lan can như những chiếc xe chúng ta Motovanga bán các anh em thấy ha, nhưng mà nó theo năm tháng 7 năm rồi mà chiếc xe như vậy là tuyệt đẹp. Không có trầy xước chỗ nào nha. Rồi, đây hộp số thì nằm đằng sau này ha. Xe này là nếu mà cần thì vô số da được nha. Bản thân chiếc xe này cũng thấp, không cao và cũng không có nặng lắm. Anh em thích vô không vô thì bình thường thôi, chứ hộp số chỗ này vô số da được. Giải nhiệt động cơ thì vẫn giải nhiệt bằng gió như những chiếc Harley khác. Harley là thường giải nhiệt bằng gió thôi, rất ít có chiếc giải nhiệt bằng nước ha. Chẳng hạn như Veloz đằng sau là giải nhiệt bằng nước nè. Còn Harley đa phần giải nhiệt gió. Rồi, mọi thứ ở bên đây cũng rất là gọn. Bộ thùng này là bộ thùng zin của chiếc Dana Switchback này nha. Đi xa rồi khá là ok. Để coi mở thử coi. Đây. Để đựng đồ rồi cũng được tương đối nhiều.
như mình cũng từng nói, đây là một cái chỗ bữa nào vợ đuổi đi hay là dặn vợ bỏ đi là chỗ có bộ chỗ bỏ đồ đi sướng lắm. Rồi. Không có trầy xước gì luôn, rất là mới. Đó. Rất là đẹp ha. Nó mới thì không có đúng nhưng mà rất là đẹp. Đây, xe hiện giờ là biển số thành phố Phan Thiết. Thành phố Phan Thiết thì anh em mua về sang tên toàn lãnh thổ Việt Nam ở đâu cũng đóng thuế 1% thôi. Thì lát mình sẽ nói cái khung giá sang tên xong nó tầm bao nhiêu tiền, anh sẽ nói rõ ha. Này biển số nó 86 Bình Thuận, thành phố Phan Thiết. Rồi. Cả đôi bên cũng vậy, còn rất là đẹp. Yakura nằm ở dưới khu vực đó nha. Đó. Rồi tới phần động cơ này đó. Rất là dự ý, theo năm tháng chiếc xe này rất là chất, rất là dự ý nha quý khách. Rồi, nước sơn cũng vậy. Rất là đẹp. Chậm chậm tới chưa, nhanh quá. Rồi, qua bên đây. Rồi, đời 2014-2015 rồi thì xài cây LED rồi ha. Xài remote cây LED nè. Khóa nè, cái này là khóa nắp này. Và có khóa cổ luôn. Đó. Gì nữa ta? Rồi, để mình coi thử odo hôm nay. Odo 20.068 km ha. Hai mươi ngàn sáu trăm tám mươi ba km chứ. Hai 20.683 km. Rồi. Mọi thứ còn rất là đẹp ha. Này chắc mình mở nhạc lên là chắc nó dính bản quyền quá. Chắc thôi tạm nhạc thì tạm bỏ qua đi. Rồi về phần xe thì để nổ máy nha.
Rồi, sáng rực luôn. Có điều anh em thấy nó hơi rung đúng không? Tại vì cái dòng máy của đời 24, 25 nè, nó rung hơn so với dòng máy mới. Thì nó rung như vậy thì có người thích, có người không thích. Mà đa phần những anh em chơi lâu năm thì vẫn thích cái rung của xe Harley. Đó là mình chia sẻ, những anh em chơi xe lâu năm vẫn thích cái rung của cái xe Harley ha. Tại mình đậu một chỗ nó rung vậy, chứ khi mình chạy thì cái cảm giác nếu mà yêu nó rồi thì nó dễ chịu lắm, nó không có khó chịu. Thì nó rung như vậy thì những cái đồ gắn thêm lên nè, nó sẽ gây cái rung. Nhưng mà mình chạy nó không có bị rung đâu ha, chạy nó không có cảm giác gì nó rung gì mấy. Đó. Tại mấy cái này gắn thêm á, nó mình nhìn có vẻ là nó bị rung ha. Anh em có thể xem lại cái đoạn rồi. Nhưng mà chạy thì nó không vấn đề gì đâu, nó thấy rung vậy chứ không vấn đề gì đâu. Rồi, về tình trạng xe thì cực ok, không có gì hết. Rồi, chiếc Dyna Switchback này chiều cao yên 695 ha, không có cao. Nói chung nó thuộc dạng là thấp luôn á. Trọng lượng thì 319 kg, thì một chiếc touring đi đường trường thì nó là một trong những chiếc xe nhỏ chứ không có lớn. Nó nhỏ so với những chiếc xe đi đường trường nha. Chứ còn đi trong phố thì nó cũng phải thuộc dạng cũng hơi lớn so với những đi trong phố. Còn đi đường trường thì nó thuộc dạng top, thuộc dạng những chiếc xe vừa phải và nhỏ. Những anh em mới làm quen đi mà ngại đi những con xe lớn giống như kia thì đây là một lựa chọn nó vừa phải. Và đi trong phố thì nếu không cần dùng thì gỡ cái bộ này ra, mình thao tác bằng tay gỡ ra dễ nha. Hai cái thùng gỡ bỏ ở nhà cho nó gọn bình thường. Và cái này cũng vậy, chỉ cần rút chốt là lấy bỏ ra ngoài thôi, là nó sẽ gọn, rất là gọn. Anh em có thể tham khảo thêm trên cái clip của chiếc Dyna Switchback của Trinh Mạn ha. Đây, nó đơn giản mình thấy thùng vậy, chứ khi mình thao tác ở nhà mình rút mấy cái chốt ra gỡ ra rồi cắt bên trong, khi nào đi gắn vô lại ok, không có gì khó. Rồi, ngồi thử ha. Rồi, phục vụ cho đi xa khá là tốt nè, chu du nam bắc gì cũng được hết. Gió mà đi vô đây là bay lên trên hết, tỏa ra hết, không có bị vô mặt. Rồi, ok, có loa nhạc âm thanh đầy đủ nha. Loa cũng không có xịn lắm đâu, nhưng mà có chơi là cũng là được rồi, chứ không có đòi hỏi âm thanh mà xịn sò như những cái dòng cao cấp kia thì không được. Nhưng mà chơi ok. Không dám mở nhạc lên thôi, chứ mở nhạc do sợ dính bản quyền nên không dám mở nhạc ha. Rồi, ngày xưa thì hiện giờ chắc mọi người quan tâm cái giá nó là như thế nào ha. Này, ngày xưa năm 2014-2015 chiếc xe này nhập về ở Việt Nam mình ra tên xong xuôi. Trong hãng nhập về ra tên xong xuôi thì nó phải nằm ở đâu đó, mình coi lại cái nót lại cái tin cũ á, thì nó đâu đó nó gần 1 tỷ tiền cho chiếc xe này, 900 mấy đến 1 tỷ tiền. Là giá mua mới ngày đó nha. Còn giá ngày hôm nay xe đi 20.000. Thì hiển nhiên về năm tháng thì nó ra, nó qua tới 7 năm rồi. Thì cái giá hôm nay thì có giá bán là 415 triệu cho chiếc Dyna này ha. Đi Odo là 20.000. Giá bán cho chiếc này là 415 triệu. Rồi, so với ngày trước thì cái giá hôm nay nó rất là tuyệt vời, rất là dễ chịu. Hôm nay đâu đó nó chỉ bằng một chiếc xe 48 thôi, bằng một chiếc xe 48 qua sử dụng rồi, chứ không phải không được bằng chiếc xe giá bằng chiếc 48 mới nữa. Thì theo năm tháng thì Harley về nhiều và cái có xe Thái rồi về nên thành ra nó trượt giá xuống, thì những chiếc xe này nó được điêu giá xuống rất là tốt so đến ngày hôm nay. Chơi mua con Harley mà hải quan chính ngạch và nó đầy đủ như thế này, một dòng dòng lớn như thế này, lớn không phải lớn lắm nhưng một dòng lớn như thế này ngày xưa cả gần 1 tỷ tiền. Giá hôm nay 415 triệu thì một cái giá rất là dễ chơi anh em ha, mọi người ha. Về phần máy móc thì ok, ngon, 20.000 không có vấn đề gì. Kể cả lốp Harley đồ này cũng vậy, đi 20.000 thì lốp này cũng còn rất là đẹp chứ không có gì xấu. Xe không có đâm đụng té ngã hay là bị lỗi cái gì ha, cam kết về mọi thứ, lỗi là đổi, lỗi là trả thôi, không có nói khác được. Về phần giấy tờ thì nhập khẩu hải quan chính ngạch nên có việc mua bán công chứng sang tên rút gốc đi đâu cũng ok hết, không có gì khó. Rồi, một lần nữa giá bán 415 triệu nha. Anh em thật sự quan tâm cầm có tầm tiền xoay quanh 400 triệu để kiếm con Harley thì đây cũng là một lựa chọn rất là hay, rất là tuyệt vời.
Rồi, quảng cáo có nhiều là chắc cũng hơi nhiều rồi đấy. Rồi, anh em có quan tâm gì thêm, lấy hình ảnh gì thêm thì trên góc màn hình có hai cái số điện thoại 0933 891 954 và 0902 319 854. Có địa chỉ cửa hàng là 335 An Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân. Có trang Facebook cá nhân là Nga Lê Văn luôn ha. Những chiếc xe như này thì được cập nhật ở trên Zalo và Facebook trước rồi, thì mới ghi hình lại. Thật ra chiếc xe này trong dịp Tết về đây thì có ghi hình sơ qua một cái rồi. Rồi được một người Anh ở miền Tây mình có mua về, ảnh mua là 7 chiếc xe đó. Nhưng mà anh chỉ mua về để trong nhà chơi thôi, ngắm thôi, rồi vừa rồi anh đổi một con xe khác, mình mang con này về chứ. Anh mua về anh chưa đi luôn, chưa đi con xe này luôn. Đối với anh đó thì khá là vui, khá là dễ mến và bận lắm, không có thời gian đi đâu. Nên anh chỉ mua chơi thôi. Và hôm nay được mang về lại làm clip chi tiết hơn là như vậy, quý khách ha. Rồi, quý khách có quan tâm gì thêm muốn đưa về thì hãy liên lạc sớm nha. Tại con này lâu lâu mới có một chiếc thôi à, không có nhiều đâu. Rồi, biết nói gì thêm. Chắc thôi, để điểm sơ thôi. Nhà thì có red out mới nhận cọc luôn rồi, bên này cũng nhận cọc rồi. Trip bóp 2021 thì có 2 chiếc ha, dòng S Tân Đa này có 2 chiếc. Chắc mọi người sẽ hỏi tại sao có dây điện này. Dây điện này là cái dây sạc. Cái dây sạc nó giống như cái sạc điện thoại vậy đó. Harley mà để lâu không đi á thì sợ cái bình nó yếu, cục máy của Harley nó lớn nên thường hay rút sạc để cho nó giữ bình, nó giữ bình. Chứ không nó hơi yếu chút xíu là có cục máy Harley mình đè chừng nhấp cái hai cái là nó sẽ tắt, nó không nổ máy được. Chỉ rút và cắm sạc vô thôi. Vậy thôi, nên lúc nào cũng có cục sạc. Mình khách là mình thường hay mua nhiều nhiều tặng khách có. Đây, đây thì chiếc Veyros, những anh em lúc trước tìm cũng rất là nhiều. Nhưng mà chiếc này mua về tới bữa nay chưa bán luôn nè. Nhưng mà chiếc xe rất là vừa ý, rất là xịn luôn. Đời này đời cuối luôn, Veyros đời cuối luôn. Đời 2015 bản Muscle VTX 1300. Rồi bên ngoài đây có chiếc Vulcan mới về ha, Vulcan 900. Vulcan này ngày trước bán đi rồi hôm nay về, hôm nay về lại. Đây chiếc Vulcan 900 của nhà Kawa. Anh em nào vừa rồi được rồi mà hỏi mà không có nó thì hôm nay liên lạc lại nha. Chiếc xe này cũng khá là dễ. Vulcan 900. Rồi thôi để vô chào tiếng dư, để xe để lâu quá. Rồi chiếm thời gian của quý khách xem lâu quá thì phần xe nói rồi, phần giấy tờ nói rồi, giá nói rồi hết rồi hả. Anh em có quan tâm thì quyền quyết định của anh em mà thôi, của quý khách mà thôi. Rồi một lần nữa Moto Văn Nga rất là chân thành cảm ơn quý khách hàng, anh em bạn bè đã quan tâm và ủng hộ Moto Văn Nga. Rồi xin chào mọi người, chúc mọi người sức khỏe ha, có 2 ngày cuối tuần vui vẻ. Rồi, xin chào.